Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 20 tuổi ở Bắc Ninh cấp cứu vì mù mắt sau khi tiêm filler tại spa. Gia đình bệnh nhân cho biết, bệnh nhân được bạn thân là nhân viên một spa tiêm filler nâng mũi vào tối 24 tháng 1. Sau tiêm, bệnh nhân lâm vào tình trạng choáng váng, đau đầu, mờ mắt trái, toàn thân nóng ran, chuyển rét run. Thế vậy thì bạn của bệnh nhân đã liên hệ với nhân viên của một spa khác để mua thuốc giải về tiêm. Nhưng sau khi tiêm không thấy hiệu quả, bệnh nhân mới được chuyển tới bệnh viện gần nhà. Tuy nhiên do không thể xử lý được tại đây, bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương, tiếp đó là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu. Sáng 27 tháng 1, chia sẻ với phóng viên thì giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình hàm mặt thẩm mỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hoảng loạn, đau đớn, da mũi mí mắt trái nhợt, kèm các chấm tím đen nhỏ. Mắt trái không còn nhìn thấy, chỉ phân biệt được sáng tối, sụp mi trái toàn bộ, cơ vận động nhãn cầu tê liệt hoàn toàn. Sau khoảng thời gian điều trị, thị lực của bệnh nhân mới đang hồi phục là có thể nhìn được bóng bàn tay, các tổ chức hoại tử được kiểm soát. Tuy nhiên do tình trạng bệnh vẫn còn nặng nên bệnh nhân vẫn đang được theo dõi sức khỏe. Thời gian gần đây thì tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số lượng ca tai biến do tiêm filler ngày càng nhiều. Hầu như ngày nào khoa phẫu thuật tạo hình hàm mặt và thẩm mỹ cũng tiếp nhận bệnh nhân gặp biến chứng do tiêm filler.